mấy anh công an đang hối thúc phương tiện đi cho nó an toàn nha các bạn. Nó qua cấm cho nó an toàn đó các bạn ơi. Ồ, ghê kìa kìa. Quá trời, khổng lồ cái chống dịch. Không có chạy đầu máy gì nha các bạn. Yeah.
đúng không?